Ở đây có một câu hỏi là tôi đã học lớp 3, mới đây có đọc thông báo về các trường hợp được và không được sử dụng công thức chuyển hóa COVID. Thì tôi có một người bạn trai, chúng tôi sống chung như là vợ chồng rất nhiều năm rồi, mặc dù là chưa đăng ký kết hôn nhưng mà hai bên gia đình xem như là dâu rể. Thế thì tôi có thể dùng công thức chuyển hóa COVID để giúp cho người này được không ạ? Chắc chắn là được rồi, tại vì nó coi giống như là một người phối ngẫu rồi, một người chồng một người vợ, thì cái chuyện này không có gì trở ngại hết đó. Giờ chúng ta tìm công thức là được. Thì chú trình bày với anh chị em tại sao những người bậc làm cha làm mẹ lại không quan tâm đến con cái mình, cái gì cũng nhờ những người xung quanh mình hết, thì cái điều này chú thấy nó không có hợp lý. Thì vì vậy chú muốn bậc làm cha làm mẹ phải có cái sự quan tâm cho con cái mình, không phải lo công ăn việc làm bận bịu rồi bỏ quên hết, thì cái điều này nó không đúng. Ngoại trừ là những cái trường hợp mà ngoại lệ đó, thì những người mà chăm sóc cho tất cả các cháu đều được hết. Thí dụ bây giờ với nhà trẻ đi, cái nhà trẻ đó có bao nhiêu đứa nhỏ không có cha không có mẹ. Bây giờ anh chị em học lớp 3, lớp 4 trở lên, anh chị em có quyền gửi năng lượng hỗ trợ COVID cho tất cả những trẻ này, không có gì trở ngại hết. Vì chú muốn là cái trách nhiệm của người cha người mẹ phải được quan tâm đến con cái mình hàng đầu. Nhiều anh em làm có tiền có bạc mà anh chị em để một đứa con mình nó bị tổn thương, cái này nó không đúng với cái phạm vi của tính chất của đạo đức tình thương yêu, hoàn toàn không sai trái, không đúng. Thì vì vậy chú muốn là cái sự việc đó để cho cảnh thức và cảnh tỉnh cho những người bậc làm cha làm mẹ là phải biết thương yêu con mình trước tiên và phải lo lắng nó bằng mọi hình thức, chứ không thể là cái gì cũng đổ lỗi hết. Ví dụ bây giờ đi đi chơi hay đi làm một hai tuần lễ giao cho bà nội bà ngoại được, không có gì trở ngại hết, tại vì vì một sự việc nào đó, chứ không thể là bây giờ sinh ra mình giao cho bà nội hết rồi một năm hai năm về thăm con lần một hay là đi biển biệt luôn, cái chuyện này là không có đúng rồi. Anh chị em chúng ta bổn phận làm cha làm mẹ, chúng ta phải có cái trách nhiệm bổn phận để lo cho con cái, ngoại trừ tàn tật bệnh tật, ngoại trừ không còn cái gì nữa để lo được nữa, thì những người thân chúng ta lo được hết, không có gì trở ngại. Cái người đó là mẹ bà ngoại bà nội, mẹ nuôi hay là cha nuôi đều lo được, không lo được hết, không có gì trở ngại hết. Giống như những của em, những trẻ em mồ côi hay là những người mà gọi là tàn tật không có cha không mẹ, chúng ta giúp được hết. Ý chú muốn nói là chúng ta phải quan tâm tất cả mọi người, nhưng bậc làm cha làm mẹ là phải quan tâm con cái mình đầu tiên, phải lo lắng nó phần đó, kế đến là mới là chúng ta, chứ không thể nào giao hết cho ông bà nội ngoại hai bên, giao cho xã hội, giao cho quốc gia làm gánh nặng cho mọi người hết. Cái chuyện này nó không có đúng với cái đạo đức, không đúng với cái tình thương. Vì vậy chúng ta phải tùy theo những sự việc mà chúng ta thực hiện thực hành để giúp cho những người thân chúng ta hiệu quả nhất. Đó là những điều mà chú muốn chia sẻ với anh chị em. Còn trên phương diện mà hai người yêu nhau mặc dầu chưa chính thức trên phương diện hợp pháp của từng địa phương từng quốc gia, thì cái chuyện đó không gì trở ngại. Anh chị em cứ nghĩ là tôi coi người đó mà tôi hai người là phải độc thân nha, chứ bỏ chồng bỏ vợ mình đi đi ra săn chăm sóc cái hàng xóm là không được rồi, là phải tình trạng là phải legal, phải độc thân. Thì anh chị em đi gặp một người là anh chị em thương và hai người thấy hợp nhau coi như vợ chồng, thì anh chị em giúp được hết, không có gì trở ngại. So one of our audience have a question saying, I'm in level three and I recently read the announcement regarding circumstances where we can and cannot use the transforming COVID variants formula. I have a boyfriend. We live together like a married couple for many years, though we are not legally married yet, but our families see each other as in-laws. So in this case, can I use the transforming COVID variant formula to help him? Mr. Lee said that, well, of course, in this case, so this person is technically your partner, but you're just not married yet. So yes, you can use this formula to help him. And Mr. Lee also adds that I'd like to share with you a little bit more about cases where parents don't reach out to help their children.
they actually put the responsibility onto other family members. That's not how it works, because for parents, I understand that you can be busy and all, but you shouldn't just focus solely on working and to gain material wealth and things like that without thinking about your children. Unless the parents encounter something very severe, like a really severe health issues that prevent them from giving assistance to their children. Otherwise, you should really be the main caretaker for your children. And I also know that there are very sad cases where there are a lot of children out there who don't have their parents with them. And so if they are hurt, if they would like to get assistance, then you can also reach out to those children and help them. But for children who are still living with their parents and their parents are still around, then I would encourage the parents to show responsibility and love to their children and to transmit energy to them when needed. If you have been doing so, and if you're busy for a couple of days, you can ask other family members to fill in the responsibility just for a couple of days. But you can't do it in a long-term period, and certainly you cannot put all the responsibility, all of the healing responsibility onto other family members without really taking care of your children. And so all in all, I hope that we're going to look out for each other and take care of each other, and particularly for parents out there to prioritize their children first, so help your children first before you think about asking for other people to transmit energy to them.